Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, đối với nhiều người, tuổi trung niên có lẽ là một cú sốc bởi nó là cột mốc đánh dấu một nửa chặng hành trình cuộc đời mà mỗi người đã đi qua. Họ cảm giác cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào và thấy hoang mang với phần đời còn lại. Song kỳ thực, tuổi già là những năm tháng cằn cỗi hay là một thời đại hoàng kim đến muộn mở ra nhiều niềm vui an yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc rất lớn vào suy nghĩ cách sống của mỗi chúng ta ngay ở tuổi trung niên. Bởi nhiều người khi già rồi mới nhận ra những điều quý giá mà mình đã đánh mất. Sau đây là 6 điều mà tuổi trung niên cần lắng tâm suy nghĩ để khi về già không hối tiếc. Cùng nghe và rút ra bài học cho mình, quý vị nhé. Thứ nhất, ly hôn ở tuổi trung niên, già cô đơn một mình. Trước đây ở tuổi 57, ông Hải là thợ xây mộ tại một nghĩa trang ở ngoại thành. Dù đã gần 60, nhưng ông có ngoại hình cao to, nước da đen bóng lực lưỡng, với sức khỏe được so sánh bằng tửu lượng bia tối thiểu 2 lần một tuần và một thùng một lần với chiến hữu. Sức khỏe tốt đã đành, lại thêm ngôi sao đào hoa chiếu cố, nên mặc dù vợ chồng ông đã có nếp tẻ ngon lành, ông vẫn chán cơm thèm phở, đi ngoại tình. Kết quả là phát sinh thêm một đứa con. Tiền kiếm được bao nhiêu, ông cũng đưa hết cho nhân tình, rồi về nhà lạnh nhạt với vợ con. Không chịu được một người chồng như thế, vợ ông Hải quyết định ly hôn. Ông khăn gói dọn về sống với nhân tình. Nhưng một sáng kia, ông ngã quỵ, liệt nửa người. Tỉnh dậy, ông thấy mình nằm trên giường bệnh mà chẳng có ai bên cạnh. Biết tin ông ngã bệnh, trong những ngày trong bệnh viện, vợ cũ ông đã qua lại chăm nom. Với bàn tay săn sóc chu đáo của vợ cũ, ông Hải không giấu được vẻ ăn năn hối hận. Nhân lúc vợ cũ đi mua cơm, mấy bệnh nhân cùng phòng hỏi nhỏ, thế phòng nhì có đến thăm ông không? Ông Hải lắc đầu, mắt rơm rớm. Ông bệnh nhân ở giường kế bên chợt hòa theo như sát muối vào lòng. Đừng chê cơm nguội mùi thiêu, ham ăn tô phở hầm hưu nghĩa tình. Sau khi ra viện, ông Hải đề nghị nối lại tình cảm vợ chồng, nhưng vợ ông kiên quyết không đồng ý. Giờ đây ở tuổi 70, những di chứng của lần đột quỵ khiến ông liệt một tay, làm việc gì cũng ngượng nghịu, đi lại khó khăn. Nhưng ông đành ngậm ngùi chấp nhận tuổi già cô đơn một mình. Mọi sinh hoạt ăn uống đi lại đều phải tự phục vụ mà không có người thân bên cạnh. Bạo lực gia đình, phản bội, mâu thuẫn tích tụ suốt thời gian dài, không còn yêu thương nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi con cái trưởng thành. Thực tế có rất nhiều nguyên nhân khiến hôn nhân thất bại ở tuổi trung niên, để rồi khi về già chẳng có ai kể bên những khi trái gió trở trời, không có người bầu bạn sẻ chia. Lúc đó chúng ta mới nhận ra nghĩa vợ chồng thì đã quá muộn rồi. Sai lầm thứ hai, ít gần gũi con cái và người thân. Những người hàng xóm sống gần nhà ông Liêu không khỏi ngậm ngùi khi nhìn thấy cảnh ông đã già yếu mà nằm thui thủi một mình dưới mái hiên nhà. Mắt ông đã mờ đi nhiều, chân không đi lại được và hầu như là chỉ bò lết. Mọi việc ăn uống vệ sinh cá nhân ông phải tự làm lấy, thi thoảng mới có con gái của người vợ sau với đứa cháu đến thăm và giặt giũ quần áo cho ông. Mấy tháng trước, tủi thân quá, ông đã tự dí điện vào tay để tự tử. May là có người phát hiện cứu kịp thời. Tuy nhiên, bác sĩ đã phải cắt bỏ 2 đốt ngón tay bị hoại tử của ông. Bà Lan, người hàng xóm, nhìn cảnh ông ngậm ngùi nói, nhiều khi ông tủi thân kêu khóc suốt đêm. Nhưng mà ngày trước, khi vợ ông còn sống, ông đối xử tệ bạc, thường xuyên mắng nhiếc, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Vợ con không chịu đổi, đành khăn gói đi nơi khác thuê nhà để ở. Sau khi vợ con bỏ đi, ông Liêu gặp người phụ nữ khác và ăn ở như vợ chồng, đẻ được một đứa con gái. Giờ đây tuổi già cô quạnh, ông chẳng mong gì, chỉ mong có đứa con nào về ở cùng thôi. Song có lẽ ký ức của những năm tháng cũ khiến con cái không thể nào gần gũi được với ông.
Nhà người con gái lớn của ông nằm cách nhà ông không xa, nhưng chị cũng chỉ thỉnh thoảng qua lại, chứ không đón bố về chăm sóc. Chị tâm sự trong làn nước mắt khi nói về tình cảnh của bố mình. Tôi và các em vẫn lo cho bố, thỉnh thoảng vẫn cho tiền bố, nhưng đúng là chúng tôi không thể trực tiếp chăm sóc và không thể ở chung với ông được. Đã lâu lắm rồi, tôi không ở chung với bố nữa. Tính cách ông cũng có nhiều điều trái ngược lắm. Từ trước giờ, bố tôi giáo dục con cái chỉ bằng roi vọt, chứ chẳng có tình cảm bao giờ. Trường hợp của ông Liêu trong câu chuyện trên không phải là hiếm gặp. Có những người cả đời đối xử lạnh nhạt, thậm chí là tệ bạc với vợ con, nên cuối đời phải sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh. Con cái có qua lại chăm nom cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm vì chữ hiếu, chứ không có tình cảm gì cả. Cho nên gieo nhân nào gặt quả ấy, muốn về già nhận được sự tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, thì bạn cần thay đổi cách sống, cách ứng xử, nhất là đối với con cái và người thân trong gia đình. Sai lầm thứ ba, dùng rằng trong mối quan hệ xấu. Mỗi chúng ta sinh ra đều có sự gắn kết với nhiều mối quan hệ. Số lượng các mối quan hệ tăng dần theo tuổi tác, nhưng không phải toàn bộ đều lành mạnh. Có một mối quan hệ độc hại là điều không ai mong muốn, và việc thoát ra cũng không hề dễ dàng. Chúng bào mòn tinh thần và cảm xúc, thậm chí là để lại nhiều nỗi đau vô hình lẫn hữu hình nếu không được can thiệp kịp thời. Trong khi đó, tuổi già ập đến, thời gian chẳng còn bao nhiêu, chúng ta lại cứ loay hoay mất thời gian và tâm trí, mãi dùng rằng trong mối quan hệ xấu đó, không thể nào thoát ra được. Cho nên, muốn tuổi già an nhiên nhẹ nhõm, bạn nhất thiết phải rời xa những mối quan hệ không lành mạnh, không đem lại những cảm xúc tích cực cho bản thân. Đồng thời, biết trân quý, dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu, những người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn với bạn. Sai lầm thứ tư, giữ mối hận thù lâu, nhất là với những người mình yêu thương. Thù hận để trong tâm trí cũng giống như là một quả bom nổ chậm trong một ngôi nhà. Nó có thể nổ và gây ra thảm khốc đối với bạn không biết lúc nào. Có không ít người đã tự bào chữa cho mình rằng trả thù là để đòi hỏi lại sự công bằng, để người gây ra phải nhìn nhận được lỗi lầm của họ. Đó là một sự suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng đấy. Trong cuộc sống, đã là con người, chúng ta thì ai cũng có lúc gặp những chuyện người khác làm mình tổn thương. Nhưng nếu ta cứ mãi ôm giữ ngọn lửa oán hận trong lòng và muốn trả thù, thì trước khi ngọn lửa ấy chưa kịp chuyển sang người đó, thì nó đã thiêu đốt chính bản thân ta trước rồi. Tâm hồn chúng ta vốn dĩ giống như là một chiếc bình vậy. Chúng ta muốn chứa đựng trong đó là nước tinh khiết hay là thuốc độc đều là do ta tự quyết định. Vậy lòng hận thù chính là thứ thuốc độc mà ta lựa chọn để chứa vào trong tâm hồn. Chắc chắn nó sẽ giết chết ta một cách từ từ. Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng nói, khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng nếu không thể để nỗi đau và sự oán hận của mình ở lại đằng sau, thì chính tôi vẫn còn đang ở trong tù. Tha thứ cho người khác không hề làm ta thấp hèn, mà ngược lại khiến ta trở nên mạnh mẽ, cao thượng và được người khác tôn trọng hơn. Chỉ có hóa giải thù hận bằng tấm lòng độ lượng khoan dung mới khiến tâm hồn ta thanh thản và tràn ngập niềm vui. Sai lầm thứ năm, coi thường sức khỏe, giảo ốm liệt giường. Cuộc đời mỗi người chúng ta được ví như là một trận bóng. Nửa hiệp trước là học hành, quyền lực, tiền tài, danh vọng, thành tích, tăng lương, tiến chức. Còn nửa hiệp sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, cô đơn, sầu não. Cả một đời lao động cật lực, tranh đấu vì lợi ích bản thân, nỗ lực vì tương lai, bỏ bao công sức trí não để phấn đấu vì một tương lai sáng lạn, no đủ, không thua kém bè bạn, để gia đình được ngẩng cao mặt với họ hàng làng xóm. Nhưng đó cũng là từng ấy thời gian chúng ta đốt cháy năng lượng vào công việc, quay cuồng trong tiền tài sự nghiệp. Cũng là từng ấy thời gian sức khỏe hao mòn, bị vắt kiệt như là một chiếc xẻ lau bàng khô khốc, nhầu nhĩ sơ xác. Nhưng nhiều người cứ quan niệm còn trẻ còn khỏe, phải tranh thủ tận dụng sức khỏe để làm việc cày cuốc, mà quên rằng quãng thời gian sau mình lại cần nhiều sức khỏe hơn cả để làm những việc lớn hơn.
Nhưng lúc này, sức khỏe đã suy kiệt, tuổi già nằm liệt trên giường bệnh. Bạn mới thèm khát sức khỏe, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ từ tiền bạc tới của cải, mọi biệt thự, nhà đất, mọi tài sản vật chất ngoài thân, chỉ mong đổi lấy một năm hoặc thậm chí là một tháng được hoàn toàn khỏe mạnh. Giàu có đến mấy mà cơ thể đau ốm triền miên thì bạn có vui không? Có hạnh phúc nổi không? Số dư trong tài khoản ngân hàng dài đến chục con số không mà mắc bệnh nan y, ăn uống không được thì cũng chẳng đổi được thấp thoáng lo âu và mệt mỏi khi đối diện với bệnh tật. Không những thế, về già đau ốm bệnh tật, không chỉ bạn mà cả những người xung quanh đều ngập trong lo lắng sợ hãi. Vợ, chồng sợ bạn chữa không khỏi, con cái sợ mất công mất việc để tối ngày chăm nom, lúc đó có hối hận cũng đã làm quá muộn rồi. Cho nên, không chỉ ở tuổi trung niên mà ngay từ tuổi trẻ, bạn phải luôn ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Không khát cũng phải uống nước, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, bận mấy cũng phải rèn luyện. Đừng viện cớ phải làm vì đam mê, phải làm vì tương lai, phải làm vì không tiền làm sao mai sống. Hãy đặt sức khỏe làm ưu tiên hàng đầu. Một bộ quần áo giá 1 triệu, tờ phiếu nhỏ có thể chứng minh. Một chiếc xe giá 1 tỷ, hóa đơn có thể chứng minh. Một căn nhà giá 3 tỷ, hợp đồng mua bán có thể chứng minh. Nhưng rốt cuộc, một con người trị giá bao nhiêu tiền? Chỉ có sức khỏe mới có thể chứng minh được. Hãy nhớ, sức khỏe chính là món bảo hiểm cho tuổi già của bạn. Đừng cật lực làm, chỉ để có ngôi mộ đẹp. Sai lầm thứ 6. Không biết dừng lại để tận hưởng khoảnh khắc. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, quỹ thời gian dành cho mỗi người cũng chỉ là hữu hạn. Nếu bạn biết sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hợp lý, bạn sẽ làm được nhiều điều trong cuộc sống và cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Còn nếu bạn để thời gian trôi qua một cách lãng phí, thì cuộc sống của bạn nó cứ vẫn qua đi. Đến khi nhìn lại, có thể bạn sẽ cảm thấy hối hận vì mình chưa làm được gì nhiều. Câu chuyện tôi chia sẻ dưới đây kể về cuộc gặp gỡ và nói chuyện giữa một ngư dân và một vị doanh nhân đã nghỉ hưu sẽ phần nào cho bạn thấy cách sử dụng thời gian khác nhau của mỗi người. Một buổi chiều nắng đẹp, một ngư dân ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển. Cần câu được cắm trên cát trắng và sợi dây câu dài vươn tít ra ngoài xa bập bềnh với sóng xanh. Ông lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp. Đúng lúc đó, một vị doanh nhân đã nghỉ hưu, từ đằng xa đi tới, ông ta cũng đang đi kiếm một chỗ tốt để ngồi câu cá. Nhìn thấy lão ngư dân, ông ta lại gần và cất tiếng bắt chuyện. Bằng cách này, ông chẳng thể kiếm được nhiều cá đâu, lẽ ra ông nên mua một tấm lưới lớn, ông sẽ bắt được nhiều cá hơn. Lão ngư dân ngước nhìn lên mỉm cười. Vậy ư, tại sao tôi phải bắt được nhiều cá hơn, để làm gì nào? Ông sẽ có tiền, và ông có thể mua một con tàu, sản lượng cá sẽ cao thêm nữa. Rồi sau đó, ông sẽ có thể thuê người làm thay ông, thậm chí là xây dựng một đội tàu đánh cá lớn. Thế lúc đó, tôi được gì? Lão ngư dân lặp lại câu hỏi đó. Vị doanh nhân về hưu đỏ mặt giận dữ. Chẳng lẽ ông không hiểu à? Lúc đó ông sẽ trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động tay làm việc để kiếm sống nữa. Rồi ông có thể như tôi đây này, ngồi cả ngày trên bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo lắng nào trên đời nữa mà chỉ vui hưởng niềm vui câu cá thư giãn mà thôi. Người câu cá vẫn mỉm cười, nhìn vị thương gia với vẻ thương hại. Vậy, ông nghĩ tôi đang làm gì lúc này? Đây là một câu chuyện khá hay về cách chúng ta tận hưởng cuộc sống và sử dụng thời gian, đúng không? Một người làm việc cật lực cả đời, chỉ để kiếm chút thời gian nhàn nhã lúc tuổi già. Một người khác tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống mà người kia phải phấn đấu cả đời, chỉ vì ông ta biết cách. Cuộc sống ngày nay vô tình cuốn con người chúng ta vào guồng quay hối hả đó. Chúng ta vẫn cứ theo nó sống một cách vội vàng gấp gáp. Vì ta sợ rằng, chỉ cần ta dừng lại một chút thôi, sống chậm lại một chút thôi là ta sẽ thụt lùi lạc hậu,
sẽ không bao giờ đuổi kịp những người khác nữa. Liệu có phải đó là mục đích trong cuộc đời của bạn? Mục tiêu đó là sự ganh đua hơn kém với mọi người xung quanh, là sự giàu có về kinh tế tài chính, hay đơn giản chỉ là mong muốn một cuộc sống ý nghĩa, vừa sống vừa tận hưởng khi còn có thể? Thực tế, chẳng có ai có quyền bắt bạn phải sống như thế nào, chẳng có ai có quyền định hướng bạn phải sống ra sao cho ý nghĩa. Quan trọng là bạn phải xác định mục tiêu trong cuộc sống của mình là gì và mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu lớn sẽ nằm ở cuối con đường, nhưng trên con đường đó còn có nhiều những mục tiêu nhỏ khác. Đừng để cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên đi ý nghĩa cuộc sống mà mình hướng đến, khiến ta cuốn vào guồng quay đó mà không có thời gian dừng lại, nhìn lại để sống ý nghĩa cho từng thời điểm mình đang sống. Có nhiều người nghĩ rằng khi còn trẻ, còn có sức khỏe, ta phải cố gắng nỗ lực, làm việc chăm chỉ, hết mình để có một cuộc sống về già an nhàn, hạnh phúc và thảnh thơi. Nhưng nếu có thể, bạn hãy xem xét lại. Bởi cuộc đời nay sống mai chết, chúng ta chẳng biết chúng ta sống đến bao giờ. Nên nếu bạn muốn làm điều gì thì hãy làm ngay, muốn sống như thế nào thì hãy sống như vậy và muốn tận hưởng như thế nào thì hãy làm như thế. Quá khứ là những thứ đã qua, chúng ta không thể quay trở lại và thay đổi điều gì. Còn tương lai là những điều chưa đến, nên ta cũng chẳng thể đoán định trước điều gì. Chỉ còn hiện tại là nơi bạn đang thuộc về, là nơi bạn đang ở chung với nó. Vậy nên, hãy tập trung sống hết mình cho giây phút hiện tại, đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Bởi như ý nghĩa của câu chuyện trên, bạn có thể tận hưởng từng khoảnh khắc ngay trong chính quá trình sống của mình. Vậy, việc gì bạn lại phải chờ đợi nó lâu đến như vậy? Quý vị thân mến, có một cặp anh em sinh đôi, anh cả rất thích thể thao và đặc biệt chú ý đến sức khỏe của cơ thể, luôn đặt thân thể lên hàng đầu. Em trai thì chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, không có thói quen tốt, ngày ba bữa cũng không ăn đúng giờ. Trong những năm đầu tiên sau khi bước vào xã hội, người em trai có cuộc sống của mình và anh ấy đã dồn hết tâm sức vào công việc và không để ý đến sức khỏe. Mặc dù cuộc sống của người anh không được tốt cho lắm, nhưng anh lại luôn chú trọng đến sức khỏe của gia đình và bản thân. Khi hai anh em bước vào tuổi trung niên, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Có thể bạn nghĩ rằng người em có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn người anh, nhưng thực tế là anh trai lại có cuộc sống tốt hơn em mình. Tại sao lại có sự đảo lộn như vậy? Đó là do người em không chăm sóc cơ thể của mình. Mới 40 tuổi anh đã bị bạo bệnh, giờ chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Ngược lại, nhờ chú trọng đến sức khỏe, người anh càng ngày càng vững vàng tiến bước. Không chỉ có sức khỏe tốt mà vị trí của anh ở nơi làm việc cũng ngày càng cao. Không chỉ thói quen sinh hoạt mà lối sống của chúng ta ở tuổi trẻ và tuổi trung niên cũng sẽ quyết định tuổi già của bạn sướng hay là khổ. Quan trọng hơn, có thể bạn thấy cách sống đó không gây ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng sẽ cho bạn phản hồi vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Do đó, khi bước vào tuổi trung niên, hãy tạo cho mình suy nghĩ, thái độ sống và cách sống đúng đắn. Bởi đó chính là bùa hộ mệnh của cuộc đời bạn, đủ để ban phước cho bạn hướng tới một cuộc sống tuổi già hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.